to nữa mà. Dạ xin chào quý diễn giả kênh Hùng Trâm. Chúc quý bà cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Dạ chào lại. Hả? Thấy hả? Chào vô, chào tạm biệt rồi. Dạ bà con cô bác thân mến, hiện tại con vừa đang với Hùng Trâm đang ở một cái ngọn đồi gió lồng lộng, đó khung cảnh rất là đẹp để quay phim. Tết này có chồng. À, sẽ phát vào dịp Tết. Ở cái đồi này thì cũng vừa đang hỏi giá bao nhiêu nè. Ở mua để cất cái nhà lên đi ở là đã luôn. Phải chơi luôn. Em gọi cho ba kia Kim Tử Long cái à. Rồi thì chiếu phim làm phim thì phải Tết phải phát thôi bà con cô bác. Thì hy vọng là Tết bà con cô bác nhớ ủng hộ phim của diễn viên Hồng Minh Trâm nha. Dạ đây là một phim đầu tư phim khủng khiếp. Sang năm Hồ Bích Trâm có động lực nữa để coi như là làm một phim nữa. Đó, bây giờ thì là 12 giờ trưa rồi, đây là ngày quay thứ 6 gì đó. Hôm nay là 10 tây tháng 12. Đó, rồi khi mà con cô bác xem được này là cũng chắc cũng là gần Tết rồi đó. Chắc cũng gần chiếu phim đó. Thì hy vọng cũng chúc bà con cô bác mình Tết này thật là an lành, ha, ấm no hạnh phúc. Chắc năm nay cũng không ấm no bằng mọi năm. Năm nay giá khổ quá. À, thì chắc cũng vừa nghĩ là Tết này thì nhiều khi không biết dùm giá sao nè, nhiều khi bà con cô bác không có đi chơi được thì thôi ở nhà coi phim đó, coi phim ủng hộ cho Hồ Bích Trâm, cho Thu Chiều, cho Hồ Quang Hiếu, rồi cho chị Lê Giang, cho chị Thanh Trinh, rồi cho Nam Anh, rồi cho chị Tử Long, rồi cho Lê Nam. Clip này anh quay luôn đi, rồi coi như là quay anh không quay nhưng mà up kênh em nha, quay bật lại để anh Minh đang chờ nha cả nhà. Cảm ơn anh Khương rất là nhiều luôn, từ bữa giờ thức khuya dậy sớm rồi anh cứ nói xấu thoải mái nha. Cả nhà cứ coi giùm em nha. Diệu em qua anh tập chạy cái để anh Minh đấy là đang chạy hội chạy hội anh Minh anh sửa rồi cho nên anh Minh kêu qua quay đi. Thì trong phim thì Hồ Bích Trâm sẽ diễn với lại Hồ Quang Hiếu nha bà con cô bác. Nói đi. Dạ, còn anh Cương Dừa thì diễn với Nam Anh nha cô dì chú bác. Năm nay thì cái tuyến của Cương Dừa với lại Hồ Bích Trâm không có diễn chung nhiều, anh em bây giờ không có hỏi chung luôn. Ít luôn mà, không có một cảnh nào có một cảnh của khách sạn á. Hết rồi đó. Vô chỉ cái phòng thôi. Thì tại vì anh đóng cặp với Nam Anh mà. Nhưng mà họ hai tiếng sau liên quan đó. Có, chưa quay. Chuẩn bị nè, anh qua nhà rồi ngoài vườn. À, bữa mình cũng quýnh anh mà. Đúng rồi. Bữa có quýnh anh đó, có quay chung đó. Nhưng mà ý là lúc đó là chưa có lộ mặt ra. Cái đó là anh giả dạng. Cái này quay với hai anh em đóng chung cũng sẽ rất là vui. Nói lúc vui giống như phim Về Nhà Tết. Về Nhà Tết. Hy vọng là phim năm nay cũng sẽ được ủng hộ. Tết thì giờ thấy là cũng có nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng đang làm phim, nhiều kênh thì nhiều công ty cũng đang làm phim để chuẩn bị chiếu Tết. Đó, tại năm nay cái phim Tết rất nhiều ạ, nhiều lắm luôn á. Mình em phải không? Năm rồi có nhiều chứ, năm rồi cũng có vài phim. Nhưng mà phim nổi năm rồi Tết. Đúng rồi, phim vừa rồi là top 5 trending nha cả nhà. Hứa là top 5 trending đó là chị Thanh Thánh Thiện đi có chồng, ai ngờ mới có chồng thiệt. Em cũng vậy mà. Em vậy luôn. Hồi đó cũng đâu. Không, năm nay top 1 trending, năm nay top 1 trending là đẻ hai đứa. Đẻ sinh đôi. Em ước nguyện của em là đẻ sinh đôi cả nhà. Wow. Cái đẻ lần luôn rồi, tập trung rồi qua năm làm phim nữa. Năm một phim bằng năm đẻ hai đứa hả? Dạ. Ủa chết cha. Rồi nữa năm làm phim nữa có top trending nữa, cái hai đứa rồi là bốn đứa rồi. Đặt hai đứa thì em đặt theo cái tên của nhân vật trong phim luôn. Nhưng mà bữa em tính không? Tính mà em để tính anh đặt con em, con đặt tên gì không? Em đặt tên gì? Đặt tên gì? Đặt tên Dương không? Đặt con hai đứa con trong phim luôn. Đúng rồi ha. Thôi em thích đặt tên con của em là Quỳnh Công Chúa với lại Quỳnh công tử với lại Quỳnh Tiểu Thư. Nhưng mà công chúa đi học nhiều cái đứa nó cũng gọi nha. Công chúa nó kêu con chó. Nó ghẹo, thằng học nó ghẹo. Rồi công tử không kêu công tử, kêu công ngủ. Công ngủ. Công. Tự nhiên nói gì chừng đó người ta ghẹo con mình. Đâu đặt tên nó là ông dễ gì chồng em chịu. Đặt tên gì cho nó vui ha không?
cho nó ấn tượng thấy không? Tin gì mang tính giải trí. Rồi, quản lý. Tên gì đi? Trần Thế Cương rồi đó, anh đặt bé trà sữa tên Thiện trà sữa là cái gì anh? Trời ơi, sao cái tên với lại cái tên đấy không giống nhau cho vậy? Bà Trần Ngọc Diệp, bà cá tính chết mà đặt người ta tên Diệp. Trà sữa không đúng không? Trà sữa rất là cá tính. Bà men là tên bà xã anh đặt. Còn trai là anh đặt Thế Vĩnh. Trần Thế Vĩnh. Trần Thế Vĩnh. Còn Trần Ngọc Diệp là bà xã anh tên Trần Ngọc Diệp. Giống Đinh Ngọc Diệp vậy á. Giống diễn viên nổi tiếng Đinh Ngọc Diệp. Có coi tên nào nó có ý nghĩa đó. Giờ nhưng nó... ý là cái bà trà sữa bà cá tính. Bà cá tính mà men lì mà cái giọng bà khào khào giống mình vậy nè. Là cái tên gì nó cá tính một xíu tự nhiên á. Trần Ngọc Diệp. Tự nhiên không nhìn đọc cái tên thiệt của bà trà sữa ra nhìn không có giống bả gì trơn á. Trần Ngọc Diệp. Ủa tên bánh bèo dễ sợ luôn mà bả cá tính rồi. Bà đi men lì mà giọng khào khào. Dạ, hy vọng bà con cô bác cũng ổn thêm nha. Rồi, kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chưa đủ phút anh ơi. Ủa, em ghép nhiều cái mà. Sẵn quay cái clip luôn đó anh Ngọc. Cả nhà biết sao không? Bữa giờ mấy cái clip hậu trường của em view thấp lắm. Để coi em bóc clip của anh hai của mình lên coi như thế nào nha. Tại vì sức ảnh hưởng của anh hai rất lớn. Thật sự là bây giờ quý bà ông bà cô chú chị là cũng quen quá quen thuộc thuộc với lại khu vườn với năm là hai anh em rồi đồng hành rất là nhiều dự án game show nữa đã, cho nên là bây giờ khu vườn xuất hiện trên kênh Hồng Trâm thì bà con đúng rồi đã quen thuộc đúng rồi Hồng Trâm xuất hiện trên kênh thì bà con cũng quen thuộc chứ giờ em quay với anh Hiếu mấy ông quay anh vậy anh kêu là sao quay cứ quay hoài quay gì mà quay tâm lum dạ cho anh Hiếu đi. À, bây giờ hai đứa ngồi sẵn ha. Mở cảnh bằng cái cụm ly ha. Chưa có làm gì kia có thể bỏng rồi. Thôi, bây giờ nè, diễn hai người cụm ly. Diệu, đây là món quà mà anh tặng cho em đó hả? Đây là món quà em tặng anh tặng cho em đó hả? Đây là món quà anh tặng cho em để làm lạnh đó hả? Đúng, không có làm lạnh nữa nha. Đây là món quà anh tặng cho em đó hả? Đúng rồi, anh chuẩn bị kỳ công luôn á, tốn 4 tiếng luôn á. Em bị đau tim đấy nha. Không sợ mấy con ngon lắm. Rồi nè, anh hả? Đây là món quà. Món quà thôi hay dịu đây là món quà anh dành cho em đó hả? Ê sợ quá tiếp nè tại nè sao đây là món quà anh tặng cho em đó hả? Đúng rồi ha, đông lắm á, bốn tiếng đồng hồ luôn, bốn tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn anh nha. Nhập tiệc anh. Dễ thương quá à. Cảm ơn anh nha. Nhập tiệc rồi anh. Nhập tiệc rồi anh. Vậy bây giờ nhập tiệc nha. Để nói chuyện điều quan trọng hơn nè. Chưa để nói chuyện quan trọng hơn nè. Để nói chuyện này quan trọng hơn nè. Rồi mình nhập tiệc. Rồi mình nhập tiệc. Rồi câu kia. Câu gì? Anh đã sắp xếp xong mọi việc. Từ giờ anh sẽ tránh cùng em. Thì cách gì? Để cùng nhau phát triển nghề truyền thống. Anh đã chuẩn bị bỏ tiền. Từ bây giờ anh sẽ có để phát triển. Để phát triển ngành nghề truyền thống ở đây. Anh hứa sẽ không làm em phải buồn. Anh hứa sẽ không làm em phải buồn. Anh nói thiệt hả? Thiệt, anh đã xin phép ba. Anh đã xin phép ba. Kỳ dự án rồi. Ba anh có đồng ý chưa? Mà quan trọng là ba anh đã đồng ý chưa? Anh nghĩ là ba sẽ đồng ý. Anh nghĩ ba sẽ đồng ý. Cảm ơn anh. Cũng vì như này mà má và các dì ngăn cản tụi mình. Cũng vì việc này mà má và các dì không có thiện cảm với anh lắm. Hy vọng lần này mọi người sẽ ủng hộ mọi người sẽ ủng hộ anh.
với các em nữa. Mà mình ăn được chưa anh? Có chuyện nãy giờ em đói quá. Nãy giờ em đói quá. À, 4 tiếng mình nói chuyện nãy giờ có tiếng. Bây giờ có tiếng rồi. Em đói luôn á. Anh chuẩn bị 4 tiếng. Rồi mình ngồi nói chuyện hết 1 tiếng. Em không đưa được ăn nữa, nó bụng quá. Chưa đói nha. Rồi đâu đói hả? Trời ơi, khung cảnh lãng mạn quá mà. Mình tận hưởng chút xíu đi em. Chút xíu đi ăn. Tận hưởng chút xíu rồi ăn em. Dạ nhà em mới đói là ăn à. Mà ăn cái thì không nói. Chắc mà. Ừ, đó anh biết rồi đó. Đúng không? Dạ em nói ăn à. Dạ em nói là ăn là không nói. Mà anh nhớ nha, anh nhớ quy luật chứ. À, nhưng mà nhà em nói là vậy đó, ai đó ăn rồi. Nhưng mà ăn ăn không nói. Nói là không ai ăn luôn. Em ăn nha, ờ em ăn nha, đừng nói nữa. Chị ơi, em ăn nha. Em ăn. Rồi ăn thử ăn. Vậy em ăn đi đừng nói nữa. Rồi em ăn vô tư em nhíu nhìn rồi. Hả? Em giận đó à, em giận đó. Không khó, ăn rồi ăn. Em giận hả? Anh không ăn hả? Anh không ăn hả? À, ăn, rồi hãy đi ăn vừa vui vẻ. Hiểu thế là ăn. Trời ơi. Hiểu cảm giác của mình phát không? Cái lãng mạn không? Em đang muốn tạo cái lãng mạn. Mà bé này tính cách của nó không có lãng mạn. Thì cái trời ơi, nè, thấy nó ăn nè. Anh chơi gì vậy, anh ăn hả? Anh chơi gì vậy? Anh ăn ơi. Trời ơi, nữa em giận á. Trời, mà nói nữa nè, trời ơi nè, mới điểm viên bánh lên, trời ơi, bỏ xuống. Trời ơi anh ơi, em nói rồi. Anh, ông nhớ quy luật nhà em hả? Ăn là không có nói, mà nói thì không có ăn. Anh có ăn không? Bây giờ anh có ăn không? Ăn. Ừ, vậy đừng nói nữa nha. Rồi em biết gọng vậy nè Hiếu. Biết vậy nè, đúng không? Em thấy em có kệ đối hòa mồ, cá tính đó hiểu không? Khủng. Thì già đó vậy mà. Nhà mình thường mà. Rồi chơi. Giờ lại đẹp. Giờ lại em lại được không? Giờ lại đẹp em hỏi lại canh cung luôn. Giờ canh cung luôn, vài lần nữa luôn cho chắc nè. Cái cách lãng mạn của người ta cho cung cung lãng mạn. Ngồi bên kia đi em ngồi. Hai đứa ngồi kế đi, hai đứa nè. Hai ly rượu cùng đi nha. Uống đi, ra em ngồi xuống. Rồi, chúng ta ngồi đây. Ngồi sau cái chén của Hương á. Lát cho hai nước hả? Hai ly nước, ly nước đó, hai ly nước lọc. Lát nữa lắm lên. Rồi, giờ cầm ly ở cùng để thử, để cái này không. Cảnh cùng, mở cảnh mình, mở cảnh cùng ly nha. Ba cùng nè, cầm đi để hai đứa để ly xuống đó. Mở cảnh cùng ly nè, hai đứa nhìn nhau nè, chơi lãng mạn nè, mọi người cái phần đó này không có lãng mạn. Không, em nói chưa nha. Xì. Dễ thương mà. Em ý em nói là bây giờ đầu tiên vô nói trời khung cảnh nó lãng mạn quá. Không, anh mở cảnh cùng ly đi. À, ok. Cùng ly đặt tả. Rồi, uống. Rồi, nói. Cảm ơn anh nha. Ngày hôm nay đã tạo cho em một cái không khí lãng mạn như vậy. Lần đầu tiên em ê gì lần được tạo cho em một cái cảm giác này. Lần đầu tiên em có cảm giác này. Anh chuẩn bị này, anh chuẩn bị buổi tiệc này á. Bốn tiếng luôn đó, 4 tiếng đồng hồ luôn á. Rồi tiếp. Này. Hạnh phúc quá. Em hạnh phúc quá. Giờ mình nhập tiền được chưa anh? Em hạnh phúc quá. Mình đặt được chưa? Hạnh phúc quá. Anh đặt được chưa? Anh quan trọng nói nữa. Nhà em chạy đó, ai đói ăn à. Mà vô ăn á, ai nói gì
nhà em là vậy đó, ai đói thì ăn à. Nhưng không, đói là ăn chứ phải ăn. Đói là ăn à, nhưng mà ăn là không được nói, mà nhiều khi nói quá quên ăn luôn. Anh biết rồi, bữa trước kia rồi. Nên mình ăn nha. Mình ăn nha. Em dùng đi. Thôi để lên nè. Để lên, chậm cho chậm, mình nhanh lên nó được. Em dùng đi. Để coi ăn cái gì ta, ngon quá. Cái này đi. Rồi, nói gì nó nói gì. Trời ơi. Trời ơi. Không. Không được cái trời ơi vậy. Trời ơi, thằng ca tháng. Gặp tháng rồi. Anh nói vậy nè. Nè, bỏ lên. Trời ơi. Nhìn em mà kiểu bất lực á. Trời ơi. Nói gì nó ăn cái anh lo ăn liền. Trời ơi. Trời ơi. Quá. Nếu em đừng giao lưu nữa. Nè. Dùng đi. Đừng nhìn chăm nữa. Trời ơi. Đừng nhìn quá à. Trời. Em ăn nha. Em đừng nhìn chăm, em chỉ nói chữ trời ơi bên đây thôi. Anh nói nè, anh nói ăn được nói mà. Anh sao vậy? Anh nói ăn rồi đừng nói mà. Quên, thôi mình ăn nha. Mình ăn. Rồi nhìn, em cầm lên ăn hiếu, em cầm một miếng bánh để ăn. Không, cầm miếng bánh lên đi, anh cầm miếng bánh lên đi. Anh, bánh ngon quá. Rồi, cầm bánh lên nè, vừa cắn. Chậm ơi, dĩ này chậm ơi, anh. Anh. Bánh ngon quá à. Trời, sao em nói ăn không nói. Nói. Thì anh trả lời ngon đi, ăn luôn. Thì anh trả lời ngon đi, rồi anh mình ăn tiếp. Anh chưa ăn miếng nào. Anh chưa có ăn miếng nào mà trả lời ngon vậy. Thôi giờ anh. Anh đã sao biết ngon. Không. Liếc ao, rồi em cứ tự nhiên chăm. Nhìn rồi chăm. Nhìn liếc. Ăn uống hầm tục đi đó. Ăn uống thì hầm tục vậy mới ngon anh. Ăn uống phải tự nhiên mới ngon anh. Tự nhiên vậy anh ngon. Anh tự nhiên ơi. Ok, thôi cái cục cánh của tôi. Hiếu, cục cánh của tôi. Anh nhìn cục cánh của anh. Trời ơi, cục cánh của tôi. Trời ơi, trời ơi, hoài luôn. Không phải công sức của tôi đâu, không phải công sức này. Nó cũng nổ. Trời ơi, cục cánh khủng tình. Anh nói trong người chỉ giống như nó nhỏ mà nó trong lòng. Chưa chắc ha. Chưa biết tấu chắc thôi. Nhưng mà lúc ở nhà em á, mỗi lần á, anh nhớ cảnh hôm bữa không? Mới vừa để lên miệng á, một bà cất tiếng là cái là không được ăn, cái phải dừng. Xong nó cứ, ủa, anh không nhớ quy tắc nhà em hả? Ăn là không được nói. Rồi, anh kêu em dùng đi thì... Em dùng đi, cái em ngó ra trước nè, nang đi anh nè. Em dùng đi, là hết nói nổi con bé rồi đó. Cái mới vừa đặt bánh lên là anh canh nè. Em canh nè, giờ đây. Ăn. Nó nói ăn là không được nói mà. Anh quên. Em ăn đi. Ừ. Ăn, em cầm mấy bánh lên, cầm một bánh lên. Anh. Ngon không? Ngon không? Không phải ngon không? Anh, bánh ngon quá trời luôn. Sao em nói ăn không được nói? Nói ăn không được nói. Mà anh chưa ăn gì đâu, sao biết ngon? Mà anh chưa ăn gì đâu, biết ngon. Anh chưa ăn. Cái này là đằng, anh chưa ăn, sao biết ngon? Thôi nha. Chào cậu. Nè, buổi trưa này làm gì chứ, con cơm chị bị bánh nè. Rồi tiếp hết chưa? Ăn chưa cái bò cho em nha. Không ăn đâu, cho em một thao cái bò luôn. Bò đó. Ôi, con gì á? Ôi, cái con gì bự vậy? Trời ơi, ghê quá. Ôi, em sợ nhất mấy con lên rồi. Chế ghê luôn, tôi cho chào các bạn khán giả nha.